Question 73. Paul and Arthur want to open a music store. Their friend Bob promises that if Paul and Arthur start a store, he will sell them all of the guitars they need for $50 per instrument for their first year in business. However, when they open the store 3 years later, Bob says higher demand has necessarily increased his price to $100 a guitar. If Paul and Arthur sue Bob for breach of contract, they will likely A. win, because they cannot procure guitars anywhere else for $50 a piece. B. lose, because such a low price for a guitar is unreasonable. C. win, because the condition that Bob based his promise on was satisfied. D. lose, since 3 years have elapsed since Bob made his promise. Correct answer is C. win, because the condition that Bob based his promise on was satisfied. A condition precedent is a condition that must be met before the performing party has a duty to perform. Once the condition is met, performance is required. Here, the condition precedent for Bob's promise was for Paul and Arthur to open a music store. Once they did that, Bob's duty to sell them guitars at the price he originally quoted was triggered, and he is contractually bound to do so. Câu 73. Paul và Arthur muốn mở cửa hàng âm nhạc. Bạn của họ, Bob, hứa rằng nếu Paul và Arthur mở một cửa hàng, anh ấy sẽ bán cho họ tất cả những cây đàn guitar họ cần với giá $50 mỗi nhạc cụ trong năm đầu tiên kinh doanh. Tuy nhiên, khi họ mở cửa hàng vào 3 năm sau, Bob cho biết nhu cầu cao hơn đã khiến giá của anh tăng lên $100 một cây đàn. Nếu Paul và Arthur kiện Bob vì vi phạm hợp đồng, họ có thể sẽ A. giành chiến thắng, vì họ không thể mua đàn guitar ở bất kỳ nơi nào khác với giá $50 mỗi chiếc. B. thua, vì giá một cây đàn guitar thấp như vậy là không hợp lý. C. thắng, vì điều kiện đã được thỏa mãn với lời hứa Bob đã đưa ra. D. thua cuộc, vì đã 3 năm trôi qua kể từ khi Bob thực hiện lời hứa của mình. Câu trả lời đúng là C. thắng, vì điều kiện đã được thỏa mãn với lời hứa Bob đã đưa ra. Điều kiện tiên quyết là điều kiện phải được đáp ứng trước khi bên thực hiện nghĩa vụ. Một khi điều kiện được đáp ứng, việc thực hiện hợp đồng là bắt buộc. Ở đây, điều kiện tiên quyết cho lời hứa của Bob là Paul và Arthur sẽ mở một cửa hàng âm nhạc. Một khi họ đã làm điều đó, nghĩa vụ của Bob là bán đàn guitar cho họ với mức giá ban đầu mà anh ấy đã đưa ra và anh ấy bị ràng buộc theo hợp đồng để làm như vậy.